setup lều trại ở trên đồi Cỏ Hồng dành cho quý khách. Nếu như ai có nhu cầu thì liên hệ với em. Đấy, khách VIP của tụi em. Anh chị có hài lòng với dịch vụ bên em không ạ? 5 sao. 5 sao. Cảm ơn anh chị nhiều. Chúc anh chị sống xinh quý tử. Và bây giờ thì màn đêm đã buông xuống rồi, bếp than đã lên, chiếc lều đã lên đèn lung linh rồi. Đêm nay thì tụi mình sẽ làm đồ nướng ở đây, sau đó sẽ chơi các trò sát phạt nhau để trải nghiệm một đêm hòa mình vào thiên nhiên. Và sáng ngày mai thức dậy thì hy vọng ở đằng xa thì sẽ có mây để chúng mình sẽ săn mây thành công. Có gì ngày mai mình sẽ cập nhật tiếp tình hình săn mây nha. Không gian bây giờ ở trên kia đang có một cây thông cô đơn. Mặt trời lại mọc rồi ư? Không thể tin được. Cứ nghĩ hôm qua nhắm mắt lại là xong hết rồi, nhưng hôm nay lại thêm một ngày mới. Bây giờ mình sẽ phải đi nhặt rác ở xung quanh đồi này này. Mọi người đi chơi nó thì hạn chế xả rác ở những khu vực này, không ai dọn đâu nha. Không phải lúc nào cũng gặp những người may mắn giống mình đâu. Không phải lúc nào cũng may mắn gặp những người giống mình. Nè, không bia không đồ này ha. Nhậu đâu thì dọn được hết. Từng người nó động luôn.